Chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta giải hệ 3 phương trình bậc nhất 3 ẩn. Trước tiên là chúng ta nêu ra cái dạng của cái hệ phương trình này. Chúng ta ghi hệ phương trình thì viết tắt 3 ẩn và nó là bậc nhất. Thầy ghi như sau. Phương trình thứ nhất là A1X cộng với B1Y cộng với C1Z là bằng D1. Các bạn lưu ý nhé, hệ có 3 phương trình nhé. Phương trình thứ hai là A2X cộng với B2Y cộng với C2Z bằng D2. Phương trình thứ ba, A3X cộng với B3Y cộng với C3Z bằng D3. Các bạn lưu ý ở đây là X, Y, Z được gọi là ẩn. Vậy là nó có 3 ẩn, ẩn X, ẩn Y, ẩn Z. Và ở đây gọi là hệ phương trình bậc nhất. Vì sao? Bởi vì các ẩn x, y, z này đều có số mũ cao nhất là 1. Đấy, cho nên gọi là hệ phương trình bậc nhất. Và ở đây nó có 3 phương trình, cho nên là có thể gọi một cách đầy đủ đó là hệ 3 phương trình bậc nhất 3 ẩn. Đấy. Thế thì cách giải là như thế nào? Bây giờ chúng ta sang phần 2 là phương pháp giải. Phương pháp giải. Thế thì thường ấy thì chúng ta có hai cái cách giải. Thầy không nói đến chuyện bấm máy tính nhé. Ở đây là giải bằng bằng tay đấy. Đấy, chúng ta biến đổi giải theo kiểu tự luận. Thế thì cái phương pháp thứ nhất ấy, đó là phương pháp là đưa về đường chéo, đưa về dạng đường chéo. Phương pháp thứ hai là đưa về dạng tam giác. Thế thì ở trong sách giáo khoa người ta hướng dẫn cho các bạn cái dạng tam giác, cho nên là thầy cũng hướng dẫn cho bạn đưa về dạng tam giác cho nó dễ nhá. Rồi các bạn theo sách giáo khoa thôi, còn giải theo phương pháp đường chéo thì các bạn sẽ bổ sung tiếp vào một cái bài giảng khác nhá. Thế thì phương pháp giải thì ta sử dụng như này này, đưa hệ về dạng, đưa hệ phương trình về dạng tam giác. Tam giác tại sao lại gọi là dạng tam giác? Tức là như này, đầu tiên ý là chúng ta sẽ khử cái ẩn x ở phương trình thứ nhất và phương trình thứ ở phương trình thứ hai và phương trình thứ ba, khử cái ẩn x này đi, tức là khử cái thành phần thầy đánh ngọc vuông này đi, bằng cách là chúng ta khử như là phương pháp cộng đại số ở cái hệ phương trình bậc nhất hay ẩn nhé. Tiếp theo chúng ta khử tiếp cái thành phần y, cái thành phần ẩn chứa ẩn y ở phương trình thứ ba, và cuối cùng ta sẽ được là đây là đường chéo và đây là thẳng, đây là thẳng. Đấy, vậy thì rõ ràng đây là có dạng tam giác đúng không? Sau khi khử được cái thành phần x ở đây và thành phần y ở đây thì chúng ta sẽ có hệ phương trình là A1X cộng B1Y cộng C1Z bằng D1 và B2Y cộng C2Z bằng D2 và C3Z là bằng D3. Đấy, chúng ta đưa về cái dạng hệ như vậy. Thì khi cái dạng hệ như vậy rồi thì chúng ta sẽ từ phương trình thứ ba này ta rút ra Z, ta tính được Z ngay lập tức. Z sẽ là bằng D3 chia cho C3 là ra được Z. Sau khi ra được z rồi chẳng hạn thì chúng ta lại thay vào phương trình thứ hai. Đấy, thì chúng ta tìm nốt ra được y. Đấy, z đã biết mà, thì ta được d trừ đi c nhân z này. Sau đó ta chia cho b2 là ra được y. Tiếp theo, sau khi ra được ẩn z và ẩn y rồi, ta thay vào phương trình thứ nhất thì x y biết z biết, thì ta tìm được gì? Tìm được x. Vậy là ta tìm được ba thành phần x y z của hệ phương trình, là chúng ta đã giải hệ thành công đúng chưa?
Đấy. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn đưa một cái hệ phương trình về dạng tam giác xong chúng ta giải nhá. Chúng ta lấy một cái ví dụ mẫu để chúng ta thể hiện được cái phương pháp mà đưa về dạng tam giác. Thì các bạn phải nhớ cho thầy cái phương pháp này nó gần giống như là cái phương pháp cộng đại số. Chúng ta khử đi một ẩn. Chúng ta khử đi một ẩn như thế nào? Thì chúng ta sẽ quan sát cái ví dụ thầy ghi lại trong sách giáo khoa nhá. Đây chính là bài số 7 trang 70 ôn tập chưa? Ví dụ 1 này. Bài 7 sách giáo khoa trang 70 chính là cái phần ôn tập chương. Bây giờ thầy ghi này, giải hệ phương trình. Giải hệ phương trình. Thầy viết ra đây nha. 2x trừ 3y cộng z, 2x trừ 3y cộng z bằng âm 7. Phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai là trừ 4x cộng 5y cộng 3z bằng 6. Phương trình thứ ba là x cộng 2y trừ 2z sẽ là bằng 5. Nào, bây giờ chúng ta quan sát cái hệ phương trình này. Ở đây chúng ta nhận xét này, A1, B1, C1, D1 chính là đây 2, âm 3, 1, âm 7. A1 là bằng 2, B1 là bằng âm 3, C1 là bằng 1, D1 là bằng âm 7. Tương tự như vậy, A2 là bằng âm 4, B2 là 5, C2 là 3, D2 là 6, A3 là 1, B3 là 2, C3 là âm 2 và D3 là 5. Bước thứ nhất là chúng ta khử x ở đây và x ở phương trình thứ 3 đúng không? Chúng ta khử cái thành phần này và khử thành phần này. Đầu tiên chúng ta biến đổi như sau. Đúng không? Biến đổi này tương đương với, các bạn giữ nguyên phương trình thứ nhất cho thầy. Giữ nguyên phương trình thứ nhất, 2x trừ 3y cộng z bằng âm 7. Bước thứ hai, các bạn sẽ khử cái đây, khử cái x ở phương trình 2 và x ở phương trình 3, tức là khử cái thành phần này. Muốn khử thành phần này, chúng ta đầu tiên chúng ta khử âm 4x bằng cách như sau. Chúng ta thấy ở đây là 2x mà đây là âm 4x. Vậy thì để khử thì chúng ta nhân cả hai vế của phương trình thứ nhất này với 2, sau đó chúng ta cộng theo vế với phương trình thứ hai, đúng không? Đấy. Thì các bạn tiến hành như sau này. 2x mà nhân 2 là bằng 4x, 4x mà cộng với âm 4x là hết. Đấy. Tiếp tục này, 2 mà nhân với âm 3y là bằng âm 6y, âm 6y mà cộng với 5y là bằng âm y. Thầy viết âm y. Tiếp tục, 2 mà nhân với z là 2z, 2z mà cộng với 3z thì thành 5z, đúng không? Cộng với 5z bằng 2 mà nhân với âm 7 là bằng âm 14, âm 14 cộng với 6 là bằng âm 8. Đấy. Các bạn lưu ý nhé, là thầy nhân cả hai vế phương trình này với 2, sau đó là cộng theo vế với cái phương trình thứ hai để chúng ta mất đi cái thành phần x ở phương trình thứ hai này. Tiếp tục, để làm mất cái x ở thành phần ở phương trình thứ ba này thì chúng ta tiến hành như sau. Chúng ta thấy này, ở đây có x, ở đây có 2x. Vậy thì chúng ta sẽ nhân 2 vào đây. Nhân 2 vào đây. Sau đó chúng ta sẽ trừ phương trình thứ ba này cho cái phương trình thứ nhất. Sau khi nhân 2 nhé, chúng ta nhân 2 ở đây, sau đó chúng ta trừ theo với phương trình 1, đúng không? Đấy. Hoặc các bạn lấy phương trình 1 để trừ đi phương trình 3 nhân 2 cũng được, đúng không? Đấy, phương trình 3 này nhân 2. Bây giờ ta tiến hành này. X nhân với 2 là 2x. 2x trừ đi 2x là hết. Tiếp tục này. 4y, 2y này, 2y nhân 2 là bằng 4y. 4y mà trừ đi
âm 3y là thành cộng với 3y là 4y cộng với 3y là thành 7y. 7y. Đúng chưa? Tiếp tục. Âm 2z mà nhân 2 là bằng âm 4z, âm 4z mà trừ đi z là còn trừ 5z. Tiếp tục. 5 nhân 2 là 10. 10 mà trừ đi âm 7 tức là cộng 17 là bằng 17. Đấy, các bạn là kiểm tra nhanh nhá. Thật là nhân 2 trừ đi 2x là hết, thật là nhân 2 là bằng 4 trừ đi âm 3 là cộng 7z. Đấy, thật là nhân 2 thật là nhân 2 là bằng âm 4, âm 4 mà trừ đi này là âm 5. Thật là nhân 2 là 10 trừ đi trừ 7 là cộng 7 là bằng 17. Chúng ta biến đổi tương đương tiếp. Phương trình thứ nhất giữ nguyên 2x trừ 3y, 2x trừ 3y cộng z bằng âm 7, cộng z bằng âm 7. Phương trình thứ hai thầy lại giữ nguyên âm y cộng 5z bằng âm 8, cộng với 5z bằng âm 8. Bây giờ sau khi đã khử đây, phương pháp là khử hai cái thằng này, 2x ở phương trình 2 và phương trình 3. Khử tiếp y ở phương trình 3, đúng không? Tức là ta khử thằng này. Muốn khử thằng này thì các bạn nhìn này. Đây là 7y, đây là gì? Âm y. Vậy thì thầy sẽ nhân thằng này, cái phương trình này với 7, sau đó cộng theo với phương trình này. Bởi vì thằng này nhân 7 là bằng âm 7y, âm 7y cộng với 7y này là hết được, đúng không? Đấy. Bây giờ ta tiến hành như sau này. Ta nhân thằng này với 7, hai vế thằng này với 7, sau đó cộng theo vế với phương trình này nhá. Đúng không? Ta làm này. Âm y nhân 7 là âm 7y, âm 7y cộng với 7y là hết. 5z nhân với 7 là bằng 35z, 35z cộng với âm 5z thì là 30z, đúng không? 30z bằng trừ 8, âm 8 là âm 8 nhân 17 là bằng âm 56. Âm 56 cộng với 17 là bằng bao nhiêu? Âm 56 cộng 17 là bằng đây. Âm 56 cộng 17 là sẽ bằng âm 39, đúng không? Âm 39. Đấy, âm 39 này thì xem có đúng không nhá. 4 này 56 đúng rồi. Âm 39 cái này là âm 39. Đấy. Các bạn tính toán đi. Như vậy là thầy đã đưa về dạng tam giác rồi. Đấy, các bạn tính tiếp xem là chúng ta sẽ tính như thế nào. Đến đây rồi thì các bạn đã đưa về dạng tam giác đây rồi. Thì thầy đã nói rồi, đưa về dạng này chúng ta tìm ngay được z là bằng d3 chia c3, đúng không? Nếu mà mất cái thành phần này, đúng không? Ở đây nè, các bạn biến đổi tương đương này, tìm ra z rồi, lắp vào phương trình này tìm ra y, tìm ra y và z, lắp vào phương trình này tìm ra x, đúng không? Đấy, bây giờ này quan sát nhá. 30z bằng 39, vậy thì z sẽ là bằng âm 39 chia cho 30. Đấy, thì chúng ta chia cho 3 đi để rút gọn thì nó bằng âm 13 phần 10. Và z được z rồi thì chúng ta tìm nắp vào đây để tìm y. Vậy thì y sẽ là bằng gì? Y sẽ là bằng 5z cộng 8. 5z cộng 8 thì bằng mấy? Chúng ta nắp vào đây là 5z mà z bằng âm 13 phần 10 thì cái này sẽ bằng 5 nhân với âm 13 phần 10 với cộng 8. Thì chúng ta rút gọn đi, cái này sẽ là bằng 5 với 10 đây, rút gọn đây còn 2, đúng không? Âm 13 phần 2, âm 13 phần 2 mà cộng 8 tức là 16 phần 2 thì sẽ là còn lại là 3 phần 2, đúng không? Tiếp tục này, ra được y rồi là bằng 3 phần 2, z là bằng âm 13 phần 10 rồi.
thì chúng ta tìm ra x. Ở đây ta thay đây thì x sẽ bằng, chúng ta thấy này, âm 7 trừ đi z, trừ đi z, chuyển thằng này sang đây là thành cộng 3y, rồi tất cả chia cho mấy, tất cả chia cho 2, thế là ra được x đúng không? Ở đây sẽ là bằng âm 7 trừ đi z, tức là trừ đi âm 13/10, tức là cộng 13/10. Tiếp tục cộng 3y, tức là cộng với y đây, y là 3/2 thì cộng 3y là tổng cộng 9/2. Tất cả chúng ta chia cho mấy? Chia cho 2. Đấy. Ở đây chúng ta có thể bấm máy tính cho nó nhanh nhá. Thầy ghi này. Âm 7 cộng với 13/10 cộng với 9/2 bằng âm 5/6. Âm 5/6. Đấy, chúng ta giải nhanh như thế nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tương đương với, chúng ta viết lại cho nó đẹp. X bằng mấy? Đây. X bằng âm 5/6. Âm 5/6. Và y là bằng, ở đây là mấy nhỉ? Và tính 3/2. 3/2. Và z ở đây là bằng trừ 13/10. Đấy. Và từ đến đây chúng ta kết luận. Kết luận. Vậy hệ phương trình có nghiệm. Các bạn nhớ nhá, đây là hệ phương trình bậc chất ba ẩn, nó có ba ẩn x, y, z. Vậy thì nghiệm nó phải là một cái bộ ba số x này, y này, phải z này bằng, ở đây có ba số là âm 5/6, âm 5/6, 3/2, 3/2 và âm 13/10, âm 13/10. Đấy. Và các cái bài khác nếu mà làm tự luận các bạn cũng làm tương tự như này nhé. Chúng ta bước 1 là chúng ta khử x ở phương trình thứ nhất và phương trình thứ hai, phương trình thứ ba. Bước thứ hai khử y ở phương trình thứ ba, đưa về dạng tam giác. Sau đó đưa về dạng này, tìm ra z, tìm ra z, rút đưa vào đây, tìm ra y. Biết x y nắp ở phương trình 1, tìm ra x. Đấy, đấy là về phương pháp là như thế nhá. Thì các bạn lưu ý ở đây. Và để khử thì chúng ta sử dụng cái phương pháp cộng lại số ấy. Đấy. Cộng theo vế để nhân cả hai phương trình nhỉ? Hai vế phương trình với một số phù hợp, sau đó là cộng hoặc là trừ theo vế để chúng ta rút gọn. Chúng ta xem lại cái bài thầy hướng dẫn nhá.